Sao ạ? Thôi chết rồi, ba thằng quỷ chỗ mình kìa. Chơi đi. Ok. Bọn mình quay hết mặt vào trong coi như không biết nhá. Chúng em chào ba bà chị ạ. Ừ, ba bà chào các em. Úi, kéo ghế ngồi luôn đi, các chị trả tiền đấy. Hình như tai mày bị nghẽn ngãi nghĩa. Cái Nhung bảo mày về sớm, kéo tí nữa đường này tối, nhiều bọn trấn lột lắm. Vâng, em công nhận chè hàng này ngon. Hoàng với Vinh ơi, chị Nguyệt bảo là trời tối rồi chúng mày ăn gì gọi ngay đi để các chị trả tiền luôn cho. Cho em một cốc. Cho em một cốc. Cho cháu ba cốc, một cốc một nghìn. Chúng mày cứ như phường kẹo cả nhẽ. Bọn cháu ở đoàn kỷ lương Bắc Cạn ấy. Đùa tí thôi, hôm nay các chị đãi, nhưng về nhà cấm được cười với bọn nhà đấy nhá. Các chị cho em ăn tre, muốn nước câu gì bọn em phụ tung hết. Hôm nọ xóm mình có một vụ hơi bị nổi tiếng nhá. Vụ gì đấy? Lần đầu tiên trên màn ảnh VTV3, ông Toàn bị hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Đúng là kẻ cướp gặp bà già, ông Toàn cứ phải thế thì mới chừa được. Lúc bọn em chứng kiến cảnh hai kỳ phùng địch thủ xù lông cãi nhau, bọn em chỉ sợ án mạng xảy ra. Ông Toàn tức mặt đỏ phừng phừng, mũi ông ấy phập phồng, còn tai thì giật giật liên tục. Thôi đi ông tướng ạ, đến đợt này thì bốc phét rồi. Mày mà đi thi kể chuyện Tiếu Lâm á, có mà được giải nhất. Chị này. Chị ơi, ra đây ta bảo. Tao vừa rách xô nước, chưa kịp làm gì thì thằng Nghĩa nhảy vào tắm tranh mất. Đây là lần thứ hai đấy. Ở đâu? Nó kia kìa. Được rồi, ta cho nó một trận. Lúc lần sau nó chừa đi. Đi kiểu gì đấy? Mày tự đâm vào tao chứ tao đâm vào mày à? Từng đôi chim bay đi, tiếng ta rộn ràng. Cái thằng cướp nước của người khác. Ui trời ơi, sao mày làm cái trò đê tiện ấy? Ui trời ơi, vừa bỏ lên thế giới và đưa tin. Sao mày chờ đây? Hôn nhân trong sáng thì hai con yêu dâu xanh, đứng trong lời thị thúy cầm đầu dùng khăn mặt cầm vào đầu đến chết. Ôi trời ơi, đằng nào mà chả ế rồi, bán rẻ bọn cháu luộc chấm đường. Cô mà để đến mai á, củ nào gần thối sẽ thối hẳn, củ nào non sẽ sượng đấy. Rẻ thì nài, lỗ vốn thì tôi mang về luộc chấm đường cũng được một bữa đỡ cơm. Đằng nào thì hôm nay vía cũng xấu rồi. Không xấu lắm đâu, hơi bị hay đấy. Cô bỏ cái cân ra đây. Đây. Đây này củ này. Chà bố cô, khoai thì chọn từng củ rồi đấy. Cô đừng có bẻ bệnh như thế. Kể ra mày mà làm con dâu cô thì cô đỡ vất. Con trai cô làm gì? Chắc đẹp trai lắm. Nhìn cô xinh thế này cơ mà. Con cô á, hơi đẹp trai đấy. Tuần sau là nó về hẳn. Anh ấy đi nước ngoài về à? Hết đợt cai nghiện, trại đông quá nên cho nó về. Nếu lên cơn lại đi tiếp. Thôi, cháu lấy 2 cân thôi. Sao bảo lấy hết? Đùa cô cho vui, chứ ăn khoai nhiều dễ say lắm. Đầy tươi quá rồi đấy nhá.